Một chiếc laptop chính hãng mới tinh, chưa đến 10 triệu nhưng tặng kèm ổ cứng Optane Memory và một thanh RAM. Nghe rất hấp dẫn phải không? Mình nhắc lại nhá, tặng kèm cả ổ cứng Optane Memory và RAM nhưng giá chưa đến 10 triệu đồng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về chiếc Asus X409FA này. Mặc dù giá chỉ khoảng gần 10 triệu đồng, nhưng Asus X409FA có thiết kế cực kỳ sang trọng và hiện đại. Khác với các chiếc máy thân vỏ nhựa thông thường trong cùng tầm giá, Asus X409FA lại có thiết kế vỏ giả kim loại cực kỳ bắt mắt. Logo Asus màu bạc nằm chính giữa lớp vỏ xám là một cách định vị thương hiệu thông minh của nhà sản xuất. Với trọng lượng máy chỉ khoảng 1,6 kg, đây là chiếc máy ngoài thời trang thì còn rất cơ động, phù hợp với bạn khi mang đi học, đi chơi hay cà phê để làm việc. Viên màn hình của Asus X409FA mỏng với hai bên, tạo nên một thiết kế tổng thể khá bắt mắt. Theo mình thì nếu mà mỏng cả trên dưới nữa thì chắc chắn máy sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nói về các cổng kết nối, X409FA có đầy đủ để phục vụ cho công việc và học tập của người dùng. Cạnh trái của máy gồm cổng sạc, USB Type-C, cổng HDMI và một cổng USB 3.1. Cạnh phải của máy gồm hai cổng USB 3.1, jack cắm tai nghe và một đầu đọc thẻ micro SD. Khả năng hiển thị màn hình của X409FA ở mức tốt về cả màu sắc và chi tiết. Lý do là vì màn hình 14 inch của máy có độ phân giải Full HD. Điểm hơi đáng tiếc là màn hình chưa có độ sáng thực sự cao, nên việc sử dụng ngoài trời sẽ hơi bất tiện. Phím bấm của Asus X409 có kích thước vừa phải, độ nảy phím tốt, hành trình phím hơi nông cho cảm giác có ổn. Trackpad của máy thì khá tốt, bề mặt nhám nhẹ cho cảm giác di tay mượt mà không bám mồ hôi. Cảm biến vân tay tích hợp trên trackpad cũng giúp tăng độ bảo mật cho máy. Về phần cấu hình, X409FA sử dụng bộ vi xử lý Intel Core i5 8145U, RAM 4GB, ổ cứng HDD 1TB, các đồ họa tích hợp UHD Graphics 620. Đây là một chiếc máy có cấu hình tầm trung nên phù hợp với những bạn sử dụng laptop để học tập hay làm việc văn phòng. Và để hỗ trợ cho tốc độ ổ cứng HDD của máy, Ben Computer dành tặng cho khách hàng Optane Memory 16GB, hỗ trợ tăng tốc truy xuất dữ liệu của HDD trên máy lên ngang bằng với ổ cứng SSD. Nói cách khác thì với quà tặng này, chiếc Asus X409FA của bạn sẽ sử dụng một ổ cứng SSD lên tới 1TB. Chưa hết, ngoài ra Ben Computer còn tặng kèm thêm một thanh RAM 4GB hoàn toàn miễn phí, nâng tổng dung lượng RAM trên máy lên 8GB. Cấu hình của X409FA lúc này thì cực kỳ khủng. Số lượng quà tặng có hạn nên bạn hãy nhanh tay lên nhé. Để đặt hàng thì mời bạn ấn link tham khảo mình để dưới phần mô tả video. Và video của Ben Computer thì đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy nó hữu ích thì hãy like và chia sẻ với bạn bè của mình. Đồng thời ấn đăng ký kênh YouTube của Ben Computer để xem thêm nhiều sản phẩm cũng như thủ thuật máy tính hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.